Cộng lực giúp cầm dòng kinh rất là hiệu quả. Dòng kinh đối với chị em thường là một nỗi ám ảnh và là một cái việc rất là khó nói. Do mất máu nhiều nên khiến cơ thể của chị em mệt mỏi, uể oải hay khó gắt. Để xác định được cái chứng dòng kinh đang xảy ra với cơ thể mình hay không thì các chị em có thể căn cứ theo một số cái dấu hiệu sau. Thứ nhất là số lượng ngày hành kinh kéo dài trên 7 ngày, số lượng kinh nguyệt tiết ra nhiều hơn bình thường và gây cảm giác bức bối rất là khó chịu, làn da xanh, tái nhợt, nhợt nhạt, thiếu sức sống do mất máu nhiều. Trong cái hành kinh như cái máu đấy, nó có màu sắc thất thường, xuất hiện nhiều cục máu đông và chị em thường phải thay vết băng vệ sinh nhiều lần trong một ngày. Thì khi mà có những dấu hiệu trên thì các chị em để ý, nó rất nguy hiểm. Cái chứng dòng kinh này nếu không phát hiện ra sớm và không được điều trị nhanh chóng kịp thời, nó sẽ gây ra những hậu quả rất nguy hiểm. Đó là một dấu hiệu, biểu hiện của một số cái bệnh mà phụ khoa rất là nguy hiểm. Thì để chữa bệnh dòng kinh này, chúng ta cũng có thể là sử dụng cái cây cỏ mực cũng rất là hiệu quả. Trong trường hợp dòng kinh nhẹ, chị em hãy lấy cỏ mực tươi này giã nhuyễn, vắt lên nước cốt và uống. Hoặc chúng ta có thể dùng 50g cỏ mực khô sắc nước nấu uống hàng ngày. Trong trường hợp mà chị em dòng kinh nhiều, huyết nó ra nhiều đấy, thì chúng ta cần phối hợp thêm với cả chắc bá diệp hoặc cây huyết dụ. Mỗi ngày chúng ta có thể dùng 50g cây cỏ mực thêm khoảng 15g cây huyết dụ hoặc 15g cây chắc bá diệp này. Chúng ta nấu cùng với nhau sắc kỹ uống trong ngày. Một liệu trình thuốc uống cầm dòng kinh khoảng trung bình từ 7 cho đến 10 ngày. Khi mà các dấu hiệu dòng kinh nó hết thì chị em nên ngừng thuốc và không sử dụng bài thuốc này nữa.